Xin chào các bạn đã quay trở lại với nhóm review. Hôm nay nhóm review sẽ giới thiệu đến các bạn với led huy hiệu. Đây là loại led huy hiệu LH33R. Đây là loại mới và các phần mềm nạp mới nên mình sẽ giới thiệu lại. Cái led huy hiệu là chắc nhiều bạn đã biết rồi, để dùng để làm huy hiệu hoặc là các cái quảng cáo hoặc là các cái chạy thông tin thông báo linh tinh ấy. Đấy. Thì các cái thông số thì chắc các bạn cũng đã quá quen thuộc với các cái loại led huy hiệu như này rồi. Thì bộ sản phẩm này nó đi kèm với một cái đĩa cả phần mềm lập trình. Đây, một cái led huy hiệu. Và bên trong sẽ có ổ sạc và dây cáp. Bây giờ mình sẽ cắm dây cáp vào đây. Sau đó mình sẽ kết nối với laptop. Đây là cốt mình đã làm sẵn. Cái cục sạc này thì để các bạn có thể cắm vào nguồn điện. Đây là một cái adapter. Một cái adapter 5V thôi. Đây là cốt mình đã làm sẵn. Thì để làm chương trình cho cái led huy hiệu này thì các bạn sẽ cần phần mềm cũ thì mình đã thử không sử dụng được, các bạn bắt buộc phải dùng phần mềm mới. Đây là đĩa, mình sẽ cho đĩa vào máy tính. Đây. Khi mà nó thông báo nhận được đĩa, nó sẽ hiển thị lên này. Các bạn mở lên. Đây, nó sẽ có một cái thư mục. Đây là thư mục cài đặt phần mềm. Khi bạn copy nó ra. Mở tại desktop, đây mình đã copy sẵn rồi. Các bạn vứt ra desktop hay là một đầu đó cho các bạn để lưu trữ. Mở lên. Mình sẽ chạy file install này. Đấy, xong rồi ấn chọn install program rồi làm theo hướng dẫn của nó. Đấy, cài đặt xong thì các bạn sẽ có một cái app là mini led display này. Đấy, các bạn mở lên. Đấy, thì đây là giao diện của chương trình. Các bạn có thể cài đặt chữ ở đây và cái ký hiệu. Đây, đây các cái effect, các cái hiệu ứng. Đấy, flash là nhấp nháy này, border là thêm viền này. Đấy, ví dụ mình sẽ nhập ở đây đó là bán linh kiện.vn. Mình sẽ cho speed là 6, để từ trái sang cho border. Đấy. Các bạn đã chọn select để chọn những cái thứ được hiển thị lên, các bạn có thể chọn rất nhiều thứ. Nhóm review mình cho tốc độ 6 và từ trái sang. Đây, nếu các bạn nào muốn có ký tự trắng hoặc cách đầu, các bạn có thể dùng cái này. Đây. Đây, chỗ này. Tôi dùng hai cái này. Linh chi. Đây, ví dụ như vậy. Mình sẽ cho nó là snow. Water. Đấy. Các bạn làm xong các thứ, mình sẽ chọn nút send. Đây, cái này mình sẽ đánh nhấp nháy. Mình chọn nút send để làm rất nhanh thôi. Đấy, nếu các bạn thấy làm cái nó sẽ thay đổi chương trình ngay. Đấy, nhấp nháy lâu rơi xuống, căn chỉnh rất rồi, tùy các bạn căn chỉnh thôi. Đấy, phần nạp rất đơn giản. Đây, các bạn có thể chuyển này thành iMac. Đây, hình ảnh bạn nhớ đây,
nó sẽ ra một số hình ảnh mặc định. Các bạn có thể chọn các hình bitmap các bạn làm sao cho nó phù hợp, nó đủ cái dòng chữ. Thì lúc bắt đầu vào, mình quên nói với các bạn là nó sẽ có một cái như này. Đây, nó sẽ hiện lên một cái option. Các bạn sẽ chọn các cái pixel. Thì ở đây cái led của mình là 11 thì mình sẽ chọn 11 pixel. Đây. Đây, các bạn có thể chỉnh sửa ảnh iMix này, các bạn có thể tự vẽ được. Đấy, lưu bitmap file. Đấy, các bạn có thể tùy chỉnh vẽ các thứ này được được. Đấy, ví dụ nhắn nít gì cũng được, thể hiện. Đấy. Thôi đơn giản, cái ký hiệu. Thì video của mình xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã chú ý quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.